Ôi, xin chào cả nhà. Hôm nay là món mì xào giòn hải sản nha. Rồi đây mình có cái mì trứng nè. Lát mình mới chiên giòn lên. Rồi đây có cải, cái này cải rổ nha cả nhà. Thì xào mì này thì mình dùng loại cải nào cũng được. Rồi đây có nấm, nấm rồi nấm hải sản. Ăn thử mới ngon không? Rồi ở đây có củ cà rốt. Rồi đây mình có mấy con tôm sú. Rồi đây là con sò điệp. Sò điệp nha các nhà, sò điệp. Rồi đây mình có miếng mực. Rồi với lại đây là miếng cá. Cá nha các nhà, cá thì dùng cá nào cũng được. Miếng sao hải sản được rồi.